không à. Như bây giờ nó còn khờ lắm. Tội nghiệp thương lắm. Tụi chị là vô cùng khắc khẩu, cực kỳ khắc khẩu luôn. Có nhiều điều tụi chị không nói được với nhau. Vinh nó quá hoàn hảo rồi. Chỉ có những cái tật như vậy thôi, không lẽ mình không bỏ qua được. Cái gì vậy? Bịt mắt để coi chồng với Vinh trang đi, trang trí bàn ăn thế nào. Ok. Thôi, xem mình selfie cái bàn của mình. Hay quá. Đẹp quá Vinh ơi. Chú Hàng anh em mình thiệt quá trời quá đất. Thấy chưa? Trời ơi, mời vào. Ôi, đẹp quá. Nhà hàng trang trí đẹp. Rất là ngạn được phục vụ quý khách. Mấy mình buông ra cho dễ đi. Ủa sao bên kia đi lâu tới vậy ta? Anh coi bịch cái kiểu gì kìa nè. Wow. Nhiều khi anh mới đi lấy bánh về cho em là mình nó đang focus một cái câu chuyện khác cho nên nó coi cái chuyện đó là bình thường. Cảm ơn nha. Rồi quay lại câu chuyện đó là tuột cái mối luôn. Em khó làm bất ngờ cho Trang là vậy. Wow. Thôi mình đi lấy đồ ăn cho vợ mình ăn đi Vinh ơi. Mình phục vụ đi Vinh. Hai em nhắm mắt lại đi. Đồ ăn bất ngờ lắm nha. Em đâu cần nhắm mắt, em cũng nghe mùi mà. Khang Vinh mình sai rồi, Vinh mình sai cái rồi. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Cái gì trước khi ăn mình phải vậy? Lấy khăn cho mình để cho. Không phải trước khi ăn mình phải lấy khăn mình để cho vợ mình. Trời ơi cái gì vậy? Trời ơi gì vậy? Thôi thiệt luôn á. Cái này là toàn bắt chước người khác là hợp. Tỉ mỉ xíu được không trời? Giỡn á. Nè. Trời cuốn cổ. Ôi. Không, anh thấy người ta hay làm như vậy, rất là tỉ mỉ. Chúc mừng Trăng Mật, Diệu Kỳ. Tụi em có thể kể lại cái trăng mật mà của tụi em ngày xưa không? Nó diễn ra sao ta? Trăng mật là ám ảnh luôn á. Là sao? Cách đây một năm, chưa tới một năm. Mới mấy tháng à? 6-7 tháng. Có nghĩa là đám cưới xong khoảng 2-3 tháng sau là Tết. Là tụi em mới có dịp tụi em đi trăng mật. Thì lúc đó là ở cái nhà hàng tiệc cưới tụi em á, là có một cái voucher làm trăng mật cho tụi em đi Bali. Chỉ có 3 ngày 2 đêm thôi. Cái đoạn đường mà tụi em di chuyển cực kỳ ngu luôn. Đi máy bay Hà Nội, rồi từ Hà Nội đi xe lửa qua Sapa rồi nha. Mà trong những ngày ở Sapa thì bà bị hành xoang, lạnh quá chịu không được. Ra đường là không chịu nổi. Rồi cuối cùng lên Sapa làm gì, ở trong phòng không. Đi xe từ Sapa về trạm rồi đi nhà ga về Hà Nội rồi bay chuyến bay từ Hà Nội vô thành phố Hồ Chí Minh. Từ thành phố Hồ Chí Minh bay ngược qua bên Singapore. Qua Singapore mới bay. Bay qua Indo à, xong rồi từ sân bay Indo mới đi xe đến Bali. Trăng mật là trên phương tiện di chuyển. Ba ngày hai đêm. Mà đi hết 2 ngày rồi. Đi hết 2 ngày. Ngày đi ngày về. 2 ngày. Rồi chơi được có ngày, ngày đó mua. Mà ba cái kẹt xe hả? Đối với tụi em lúc nào cũng là đi trăng mật á. Có nghĩa là tụi em đã trăng mật rồi. Nhưng mà cứ đặt cái resort, bất cứ resort nào cũng nói là nhớ đặt phòng trăng mật cho em nha. Lúc đó tụi em đang trăng mật hoài luôn, lúc nào cũng vậy hết. Bé làm sao hết? Cái chân mật mình sao bé? Nhưng mà của mình sao? Nhớ không? Còn nhớ không? Lâu lắm rồi đó. Chân mật thì ở Thái Lan rất là dại. Là vì sao? Mình ham chơi. Mình muốn là mình book tour để mình được đi nhiều điểm. Nhưng mà thật ra lúc mình mới đám cưới xong á, mình mệt á. Phải chạy theo lịch trình á. Đi đâu có nổi đâu. Mệt quá, thế là bỏ. Có những cái chỗ mình không đi. Chúng ta nâng ly chúc mừng quán thứ hai nè. Anh đưa lại gần em đi, anh bắt em chờ hoài à. Ngày nào mình cũng có người đút cho ăn vậy được không ta? Bác nơi con tim anh có quá lớn lao không anh? Hãy nói em nghe.
ngày nào cũng có người nấu cho ăn xong rồi đút cho. Vậy đổi lại đi làm. Ăn xong rồi rửa chén giùm cho luôn. Chồng ở nhà vợ đi làm xong chồng sẽ chờ vợ về, chồng sẽ đón vợ ngay cửa. Hết giày lao lấy khăn lạnh lau mặt rồi. Có mới nói nha. Ồ đẹp quá nè. Quá dễ thương luôn. Đẹp quá không đỡ ăn nè. Ta 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 ta. Ta 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 ta. Thương. Nhìn thấy hai chai sữa này á thì chắc lại nhớ tới hai chai sữa trong bệnh viện. Em đang trong bệnh viện em chăm má em, ngày hôm đó là ổng đi quay Đà Lạt, kiểu như đang cua cua mà cũng phải để gì đó ấn tượng cho mình. Tự nhiên thấy đi vô bệnh viện mà xách cái hộp quà theo, có hai chai sữa tươi ở ngoài nữa, nói là em uống đi cho khỏe để còn chăm má. Còn này là quà của anh tặng em, đi rồi mới mở ra nha chứ để anh ngại. Đi xong mình cũng ghé mình lắc lắc vô trong cái hộp nó có cái gì mà sao nó uống xong nó có nước ở trong đây nè. Chắc là quả cầu tuyết hay gì đó, mình cũng thích quả cầu tuyết lắm. Đợi ông đi rồi, mở ra thấy hai chai sữa tươi. Mà hai chai đó nhỏ hơn hai chai hồi nãy. Xà bông, xà bông. Xà bông. Trang nhìn cái này là Trang chỉ nghĩ tới Vinh thôi. Em nghĩ là của Vinh. Trời ơi trời, không tin luôn. Chữ xấu quá. Chào buổi sáng vợ thúi. Vợ thúi ta. Chết tim. Hôm trước có xem qua chương trình, em thấy người ta viết thư thay. Em nói thích nên anh giả bộ hả? Giả bộ liều mạng viết thử cho em đọc chơi. Đây cũng là lần đầu anh làm chuyện này. Tại chữ anh xấu. Bởi vì... Trời ơi trời, Vinh ơi là Vinh. Cũng ngày hôm trước khi xem chương trình, em có trách anh là suốt ngày ở nhà không làm gì. Anh làm trò này nè mà không dám nói sợp. Em bắt bài chứ bộ. Em có nhớ lần đầu anh cầu hôn bị phone home, bị fail không? Nhớ em thích biển nên không cần, nên không cầu hôn ở biển được. Anh cũng thấy, anh cũng không dám cầu hôn lại ở chỗ khác. Hôm nay có dịp hai đứa ra biển, anh hy vọng em nhận lời cầu hôn lại này của anh. Chứ mỗi lần anh với em bắt gặp hình ảnh cầu hôn anh cũng thấy áy náy lắm. Tại anh biết em cũng cảm thấy buồn. Vợ chồng mình là vợ chồng son, nhưng anh hy vọng son này là son lì. Trời là trời. Khó phai khó chùi. Anh biết. Cái gì? Mới cưới hai đứa còn chưa quen, hơi thiếu một tí trách nhiệm. Nhưng anh tin hai vợ chồng mình hoàn thiện nhau được. Thôi chữ xấu với lời lẽ tào lao nên anh cũng không nên viết nhiều. Hy vọng em sẽ vui với món quà cầu hôn này của anh. Will you sống với anh forever hả? Trời ơi. Chồng ơi, làm gì ạ?
mà anh như anh đứng ngược rồi đúng không? Ờ, đứng quay lưng lại cho nó ngầu á, cho nó ngầu á. Lát nữa quay qua đây mà tự nhiên em đi vòng quá. Em giờ đi vòng lại nè. Ờ. Anh cầm hai thùng sữa cho. Thấy quen không? Quen. Nhìn là biết liền luôn. Nói chung nhìn tặng làm gì tin. Đọc thư chưa? Rồi, quên. Tập hay quên, tỉnh cao luôn. Tỉnh cao luôn. Hay là cái gì? Ghi lắm nè. Dễ thương quá. Tại anh biết em thích Doraemon á. Em có muốn anh làm một Doraemon không? À, thì cái này là cái cửa thần kỳ nè, em bước qua đi. Bước qua đi, để quỳ xuống cho nó giống. Rồi mở ra đi. Anh biết em thích cú mèo nhưng mà anh lựa không có con cú mèo nữa, anh lấy cái lồng chim. Chịu chưa? Sao khóc dữ vậy? Tại em bị mất cái vòng rồi. Rồi đó, anh mua lại cho em á. Cảm ơn chào. Đáng giữ nha. Mắc lắm á. Mắc mới tặng. Ừ, tốn tiền. Đi thôi, đem trả. Hết chương trình đem trả. Em dễ thương quá. Cảm giác rất là cảm động. Với lại thì ông này ổng thật thà lắm, cho nên đi đâu cũng hay nói. Mà hôm nay biết giả bộ. Mệt lắm á. Mệt lắm không? Mệt lắm. Nhưng mà vui không? Để vui là anh vui rồi. Nói chuyện với em anh say quá. Chương trình là sẽ có những cái gì đó bất ngờ, hoặc là có một cái gì đó dành cho mình, hoặc là mình sẽ làm một cái gì đó cho người kia. Thì bây giờ mình đang suy nghĩ xem là mình nên làm gì đó cho người kia, hay người kia có làm gì đó cho mình. Đừng căng thẳng, coi như không có cái gì đi. Thì đó, suy nghĩ là như vậy đó. Alo. Alo, anh Phúc hả? Ai vậy? Em Vinh Râu nè. Ủa, Vinh hả? Em mới xin số chương trình số của anh. Anh ra anh giúp em cái. Ra biển anh giúp em cái. À, ở ngoài biển hả? Dạ, ở ngoài biển. Ok. Rồi, anh ra liền. Có chuyện vui rồi đó. Chắc chắn ngày mai Phúc sẽ có một cái món quà trong cái ngày cưới, mình gọi là ngày cưới lần nữa. Trong cái trăng mật diệu kỳ là dành cho bà xã Quỳnh Phượng của mình. Vinh gọi chồng nè. Kêu ra biển nhờ dạ. Ok, vậy anh đi nha. Ok, bye bye chồng. Một cặp vé xem phim Tơ Hồng, Trăng Mật Diệu Kỳ. Thời gian chiếu là 8 giờ tại phòng chiếu phim. Hai vợ chồng là rất là thích đi xem phim. Và cái chuyện mà đi xem phim đối với tụi mình là thứ nhất là những cái khoảng thời gian dành cho nhau, và ngoài ra thì nó cũng là những cái kỷ niệm, cho nên là cũng có những cái thói quen là hay giữ lại những cái phiếu, những cái vé xem phim như thế này để làm kỷ niệm. Nhưng mà hôm nay cái vé xem phim này nó đẹp quá, chắc về nhà mình phải lộng kiến lên mình treo quá. 8 giờ à? Vậy là bây giờ cũng gần tới giờ rồi đúng không? Mình phải chuẩn bị, ông xã đi mất tiêu rồi.
thì phải gọi là ổng về chứ hả? Nghe thấy rồi. Chồng ở đâu rồi? Ở ngoài biển đang làm một cái liều. Có một cái món quà dành cho hai vợ chồng mình là một cặp vé xem phim vào lúc 8 giờ. Ở đâu? Ở phòng chiếu phim của anh Sid Resort luôn nè. Ồ, 8 giờ sáng nay hả? Ừ, cho nên là chồng lẹ đi xong rồi về chuẩn bị đi qua bên đó nha. Thôi bé tự thử đi, rồi tiếng chồng chạy lên sao? Trời, cái gì vậy ba? Vé xem phim hai người mà giờ đi vô con một mình, ông cũng rảnh lắm. Thì đi lên xong rồi chồng chạy lên sao? Ừ rồi, vậy hỏi nhân viên xong rồi dẫn đi qua bên đó nha. Rồi, bé ba trước đi. Ok, yeah. Bye bye. Ok, phim gì đây? Hai vé mà sao có một ghế ngồi vậy ta? Rồi người kia sẽ ngồi đâu? Nói chung là đi coi phim ở rất là nhiều rạp và nhưng mà giống như là cái rạp này là VIP nhất luôn á. Chắc là bé sẽ rất là ngạc nhiên khi mà nghe chồng chia sẻ theo một cái cách nó hơi đặc biệt như thế này. Với những cặp vợ chồng khác thì chồng nghĩ là sẽ có những cái lý do khác, nhưng với cặp vợ chồng mình thì mình mong muốn nhiều quá. Mình muốn có một cuộc sống hạnh phúc, muốn con mình mau hết bệnh, muốn có nhiều hơn để lo lắng cho gia đình. Cho nên là mình phải cày đến nghỉ cái suốt ngày cứ đi kiếm tiền. Vợ cũng sẽ có những cái chuyến đi công tác xa. Chồng thì 2-3 bữa mới có mặt ở nhà. Cho nên là ít có thời gian mà mình chia sẻ và mình ngồi nói chuyện với nhau nhiều. Nhìn bạn bè chung quanh, nhìn những đứa bạn thân nó chia tay vì nhiều lý do. Bắt đầu cảm thấy hơi lo lắng, bởi vì liệu cái việc mình suốt ngày đi kiếm tiền, hoặc là mình cứ đi vắng, hoặc là mình xa nhà thì có đúng hay không. Có những lúc chồng nóng giận, hoặc có những lúc chồng nói những cái điều không hay và to tiếng. Có những thậm chí chồng bỏ nhà đi chẳng hạn. Sau mọi thứ chồng nghĩ lại thì chồng thấy mình sai. Hy vọng rằng là nghe những cái lời chia sẻ này thì bé sẽ hiểu. Chồng nghĩ là với những cái thay đổi trong thời gian tới của mình sẽ dành thời gian cho nhau nhiều hơn, sẽ ăn cơm chung với nhau nhiều hơn, chia sẻ với nhau nhiều hơn, thì chồng nghĩ rằng là nó sẽ là một cái làm cho mình thay đổi. Thì có được gọi là lời xin lỗi không ta? Nhưng mà thường thì giận thì anh là cái người hay chủ động xin lỗi. Không phải thường mà là luôn luôn là luôn luôn, luôn luôn đúng rồi. Nói chung là đúng sai không cần biết. Không cần biết. Nào chồng cũng phải là người xin lỗi. Đúng rồi. Alo. Chồng đâu rồi? Chiếu hết phim luôn rồi mà không thấy đâu, có mình vợ coi à. Thấy không? Dễ ẹp. Bây giờ đi ra hướng cái cầu Ô Thước đi. Đi ra cầu hả? Đi ra cầu Ô Thước hả? Trời ơi, cái gì vậy? Già rồi mà sao sến dữ vậy ba? Này là công phu rồi chuẩn bị á hả? Lâu lắm rồi mình chưa tặng hoa đúng không? Có bao giờ tặng đâu mà lâu. Tại vì bé không thích hoa. Lúc mà lấy nhau thì vợ hứa với chồng là mình sẽ ở tới răng long đầu bạc. Thời gian qua thì chồng không có lắng nghe cái cảm xúc của bé. Chồng nghĩ là bắt đầu từ cái trăng mật diệu kỳ này thì sẽ quan tâm tới bé nhiều hơn là công việc và mọi thứ khác. Thực sự thì vợ nghĩ là lỗi cũng có một phần của vợ, không phải là chỉ một mình chồng. Vì sao? Vợ không đi kiếm tiền mà. Tất nhiên là vợ cũng đã cố gắng, vợ làm mọi thứ vì gia đình, vì con. Nhưng mà nhiều khi vợ cứ luôn luôn là vợ đổ lỗi cho chồng. Mà vợ nghĩ rằng là mọi chuyện là do chồng thế này, chồng thế kia. Nhưng mà thực sự ra cái gì nó cũng có hai mặt của nó, và cái gì nó cũng phải có từ hai phía. Vợ cũng có những cái
cái phần lỗi, tại vì vợ không có cố gắng, vợ hiểu chồng, cho nên chồng đừng có bị áp lực và căng thẳng về những cái chuyện đó. Chồng nói là do là chồng công việc ở bên ngoài, chồng cố gắng hết mình và thích thay đổi những cái môi trường, những cái nơi nào mà tốt và điều kiện tốt cho con, cho bản thân, cho gia đình. Nhưng mà nếu như chồng nghĩ sâu xa lại, chồng nghĩ rằng đó là mình làm trước hết là vì gia đình, vì con hay vì bản thân mình, thì lúc đó cái quyết định của mình nó sẽ tốt, nó sẽ sáng suốt hơn, nó sẽ chín chắn hơn. Nhiều khi chồng nghĩ rằng cái việc đó là tốt cho con, nhưng mà chồng phải nghĩ lại là nó tốt như thế nào, và cái tốt đó nó có tốt bằng cái phần hại không. Với chồng nghĩ một cái là mình không còn trẻ nữa, có là mình nay mình đã gần 40 rồi. Đừng có vội vàng, đừng có nghĩ gì không phải, tại vì vấn đề chồng thì chồng nghĩ là về cái thời gian và sức khỏe, cho nên thành ra nếu mà mình không có nắm bắt cơ hội, mình không có làm ngay thì mình sẽ mất đi cái cơ hội đó. Chồng cũng có cái lý của chồng, vợ cũng có cái lý của vợ. Làm này là đúng cho tốt cho vợ con, nhưng mà chưa giờ mình hỏi là vợ mình có thích hay không, hoặc là con mình có muốn hay không, và mọi người cứ răm rắp làm theo. Ở nhà, trong nhà đàn ông là phải quyền lực, phụ nữ phải nghe, tức là phải cam chịu, phải dở hơn, phải thấp hơn, ví dụ như vậy. Thì mình bị cái tư tưởng đó, mặc dù là mình nói mình văn minh, mình nói mình thay đổi, nhưng thực ra mình vẫn bị cổ hủ. Chưa bao giờ mình thấy cái gì vợ mình nói ra là đúng cả, tại vì lúc nào là tranh cãi thì lúc nào mình cũng mình là phần đúng. Bản thân Phúc bị nóng vội quá, hoặc là như là mình cứ bị áp đặt cái suy nghĩ của mình vô người khác, và cho dù vợ mình có nói đúng, mình cũng vẫn là đúng. Nhưng mà hôm nay những gì vợ mình nói ra mình thấy hoàn toàn là đúng. Xưa là anh không có coi ai ra gì đó, cái tật anh vậy đó. Em đi tìm anh là em chỉ tìm vũ trường thôi, có anh xuống nào đi ăn chơi, ít khi ở nhà, và rất là kiểu tính ra đúng đúng vậy, công tử luôn á. Bất cần mà nhà anh tiệc tùng không giờ có mặt anh, từ khi là lấy bả là bả mới cải thiện cho anh, là phải biết quan tâm tới người khác, là biết dòng họ bà con. Thật xấu nào mà chồng đã thay đổi sau khi kết hôn, bớt chơi bời, bên kia là nóng tính. Vậy tính ra là ổng chưa bớt chơi bời. Trời ơi. Một ngày đẹp trời, cái trở về xong thì cái gì vô nhà bà đi qua cái hẻm, thì anh dừng lại giữa hẻm mà trời tối hù à, cái đèo với anh hung. Chở đi tới 2 năm trời mới được hung á hả? Hung hung nha má, cái thì vừa hung xong một cái bóp, bỏ tán một cái bóp. Mày hả bởi. Trời dán luôn, có như là qua mắt luôn á, quán mà say sẵn mặt. Ghê quá ông ơi. Sao cái đó là yêu luôn á. Là cái tay đưa vô vậy luôn hả? Mừng hai cặp vợ chồng đã đến với Trăng Mật Diệu Kỳ. Hãy lên xe và bắt đầu chuyến hành trình tại thành phố biển Vũng Tàu này nhé. Bây giờ đi luôn hả chị? Phải uống rồi chính tiền đi. Là lâu lắm rồi mới gặp lại bé Hằng, thật sự là vậy. Dạ. Rồi sao hai vợ chồng đi ra đây vậy? Dạ, đi ra đây gọi là đi du lịch. Còn tụi chị thì đi hâm nóng lại. Em thấy là chói lắm rồi, nóng lắm rồi luôn á.
Rồi mình giờ mình đi được chưa? Dạ đi. Ok.